Vậy thì chúc Đạt sẽ thành công nhé. Vâng. Người đại trưởng hai đó chính là bạn Quân, đội trưởng đội màu xanh lá cây. Quân, bạn có muốn nói gì với các bạn cổ động viên rất nhiệt tình của mình ở phía dưới kia không? Aqua cố lên! Rất tuyệt vời. Và có lẽ là với tinh thần của đội của Quân như vậy, tôi tin rằng đội Quân ngày hôm nay sẽ vượt qua được những khó khăn. Xin cảm ơn. Và đội trưởng cuối cùng, như chúng ta thấy, bạn mang màu áo của đội màu xanh dương. Chúng ta có thể thấy là hai đội trưởng của đội màu đỏ và đội màu xanh lá cây đều rất quyết tâm. Và chúng tôi muốn nhìn thấy sự quyết tâm từ bạn và đội của mình. Sự quyết tâm của chúng tôi là chúng tôi quan tâm đến chất cuối cùng. Chúng tôi sẽ có một chuyến du lịch chấm hết. Và chúng tôi sẽ là người chiến thắng trong ngày hôm nay. Chúng tôi biết lúc này tất cả các bạn đều rất hăng hái. Tuy nhiên chúng tôi vẫn muốn các bạn tuyệt vời hơn nữa. Để cổ vũ cho các bạn, chúng tôi có ba bạn trợ lý duyên dáng. Chúng ơi, xin cảm ơn màn khởi động rất ấn tượng của ba bạn trợ lý. Xin cảm ơn ba bạn đội trưởng và xin mời các bạn sẽ lên vị trí của mình trên xe. Còn bây giờ sẽ là thời gian của hai câu hát rất quen thuộc. Nào mình cùng lên xe buýt, nào mình cùng đi chơi nhé. Nào mình cùng lên xe buýt, nào mình cùng đi chơi nhé. Nào mình cùng lên xe buýt, nào mình cùng đi chơi nhé. Nào mình cùng đi chơi nhé. Bước tiến mới từ pha Lan Thơm Dry and White mới. Lan thơm đầu tiên với chiết xuất từ mầm hạt gạo, cho hiệu quả bảo vệ cả ngày cùng làn da trắng ngần hoàn hảo. Ước mơ bay thật xa, hãy nắm tay nhau bạn ơi, bạn ơi, cho ta mãi luôn luôn gần nhau. Hãy hát lên đi bạn ơi, bạn ơi, để nụ cười sẽ luôn trên bờ môi. Hãy hát lên đi bạn ơi, để cho cuộc sống thêm bao niềm vui. Dù bay có nhiều khó khăn dần qua và trên bước đường đời sẽ thấy vui hơn, vì ta có bạn bè sát cánh bên nhau, cùng nhau vượt qua ngàn bão phong à. Tình yêu sẽ luôn luôn còn mãi, tình bạn sẽ luôn luôn còn hoài, để ta sẽ mãi mãi khắc ghi một thời thơ âu dấu yêu. Một điều ước tuy thật nhỏ bé, ta sẽ ước có nhau suốt đời. Tình bạn sẽ mãi mãi không phải bạn ơi. Tay trong tay nào ta cùng vui, ta cùng ca hát. Tay trong tay nào ta cùng vui, ta cùng quay đều. Tay trong tay nào ta cùng theo nhịp chân bước. Hey hey hey. Tay trong tay nào ta cùng vui, ta cùng ca hát. Tay trong tay nào ta cùng vui, ta cùng quay đều. Tay trong tay nào ta cùng vui theo nhịp chân bước. Yeah, hey, hey, hey. Chúng ta sẽ cùng đến với phần chơi đầu tiên của hành khách cuối cùng. Có một điều chúng ta không thể không biết vào lúc này, đó chính là tổng số thời gian của chương trình dành đến cho ba đội chơi. Xin hỏi trọng tài ạ. Các bạn có 40 phút. Xin cảm ơn trọng tài. Với 40 phút này ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần chơi đầu tiên, phần chơi mang tên Ghi nhớ bước chân. Thưa quý vị và các bạn, trong phần chơi ghi nhớ bước chân, mỗi đội sẽ có một thành viên tham gia. Thành viên của mỗi đội sẽ có nhiệm vụ là bước lên những ô đèn có màu sắc tương ứng với màu áo của đội mình để về đích. Nếu như bước sai, phải quay trở lại vị trí ban đầu và nhìn lượt chơi cho đội bên tay phải của mình. Đội nào về đích đầu tiên là đội giành được chiến thắng trong phần chơi này. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với ba em nhỏ của ba đội chơi ạ. Các em sẽ có nhiệm vụ là bản tu ti để xem em nào chiến thắng nhá. Sẵn sàng chưa? One, two, three, ra cái gì, ra cái này. Rất đáng tiếc cho đội đỏ. One, two, three, ra cái gì, ra cái này. Chúc mừng đội xanh dương.
Thưa quý vị, như vậy là đội màu xanh dương sẽ có lượt bước đầu tiên trong phần chơi. Anh Tuấn, anh đã sẵn sàng chưa? Phần chơi bắt đầu. 1 1 1 1 1 1. Chính xác, chỉ còn một bước nữa thôi. 3 3 3. Sắp thổi hộp sẽ là màu gì ạ? Màu gì? Chính xác rồi, không phải là màu xanh dương. Lượt chơi đến với đội sẽ là cây. Rất nhẹ nhàng. Và bước này chơi chính xác rồi. Khá cây chơi hả? Xin mời Quỳnh. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1. 2 2 2. Vâng ạ, bước số 2 đã không chính xác. Xin mời đội xanh dương. 1 1 1 1. Ở trong phần chơi này thì đội trưởng cũng như là các cổ động viên và các thành viên còn lại của đội chơi có quyền nhắc thành viên của đội mình đang tham gia chơi. Bước tiếp theo của đội xanh dương không chính xác. 1 2. Chính xác. Bước nào đây ạ? Ôi. Vẫn chính xác. Hãy bước đi ạ. Và màu gì? Vẫn là xanh là cây. Còn 2 bước nữa thôi. 2 bước nữa và bây giờ màu xanh là cây. Bước cuối cùng. Xin chúc mừng đội màu xanh lá cây. Anh Hải có nhìn thấy không ạ? Với chiến thắng này của anh thì các thành viên còn lại của đội anh đã rất sung sướng. Anh muốn nói với họ điều gì không? Mình muốn nói một câu thôi. Aqua đoàn kết, tự tin và chiến thắng. Thưa quý vị, rõ ràng là chúng ta có thể nhìn nhận được sự đoàn kết của đội màu xanh lá cây, bởi vì họ đã nhắc anh rất nhiều. Và nhờ sự giúp đỡ này mà anh Hải đã tiến thẳng với đích và giành chiến thắng. Thưa quý vị, anh Hải là thành viên mặc áo thẻ đặc biệt, thẻ 3x1. Và điều này có nghĩa là gì ạ? Có nghĩa là nếu như vượt qua được thử thách thì Aqua sẽ có 3 người lên xe. Tuy nhiên, phần thử này là phần thử thách gì? Và liệu thành viên của đội màu xanh lá cây có đồng ý để tham gia thử thách hay không, để giúp đội màu xanh lá cây có được 3 thành viên lên xe như mong muốn đội họ hay không? Tất cả chúng sẽ cùng